xin trân trọng mến chào tất cả các bạn thân mến. thì hôm nay duy quay trở lại và tiếp tục một cái đề tài về chủ đề sức khỏe. thì cái video hôm nay có cái tiêu đề là tiểu đường rất dễ chữa nếu hiểu điều này. thì hiện nay thì cái bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường với cái tỷ lệ người mắc phải ở Việt Nam và thế giới nói chung là ngày một tăng cao và ngày một phát triển rộng ở những người trẻ tuổi đặc biệt là ngay cả trẻ em bây giờ cũng bị tiểu đường thì cái cách của tây y đó là người bị tiểu đường xem như là một cái bệnh mãn tính và hầu như là phải uống thuốc suốt đời à, bằng cách là sử dụng những cái chất chuyển hóa đường tiêm insulin À, hoặc là sử dụng những cái đường hóa học à, đánh lạc hướng cái vị giác của mình à, để à, mà điều chỉnh cái lượng đường à, trong cơ thể tuy nhiên à, nếu sử dụng những cái phương pháp này trong một cái thời gian dài thì sẽ gây ra những cái tác dụng phụ cũng như là những cái biến chứng cho người bệnh sau một thời gian dài à, dùng thuốc theo liệu pháp của tây y thì à, hầu như là mọi người sẽ bị những cái biến chứng về mắt, bị uh, suy thận, bị uh, tim mạch, uh, vân vân. Uh, một số người là bị lở uh, loét, bị hoại uh, tử, thậm chí là dẫn đến uh, cắt các cái chi. Trên cái tinh thần là cho tiền cho bạc không bằng cho cái lời khuyên về sức khỏe. Thì uh, duy hôm nay sẽ trình bày trên cái uh, ý kiến cá nhân của mình. Uh, nguyên nhân của bệnh tiểu đường và cái cách chữa trị của tây y như thế nào và cái cách mà chữa trị trên cái tinh thần thực dưỡng để mà có thể giúp cho các bạn quý vị hết cái bệnh chữa trị tận gốc không cần dùng thuốc nữa thì trên tinh thần thực dưỡng hiện đại thì chúng ta có thể chữa trị tận gốc cái bệnh tiểu đường và có thể thực hiện đơn giản tại nhà mà không hề tốn kém. Tất nhiên là chúng ta phải có cái kiến thức hiểu biết sâu về cái bệnh tiểu đường. Thì trước tiên thì duy sẽ trình bày cho quý vị là cái cơ chế điều hòa cái lượng đường ở trong máu như thế nào. Hay còn gọi là cái cơ chế biến dưỡng đường của cơ thể của chúng ta. Thì khi thức ăn được đưa vào cơ thể của chúng ta từ miệng, thực quản, đưa xuống dạ dày và đi đến phần ruột non, thì tất cả những thức ăn có nguồn gốc từ tinh bột, đường trắng, tất cả các cái thức ăn có nguồn gốc là hero carbon nói chung, thì nó sẽ được chuyển hóa thành đường gluco để di chuyển vào trong máu. Khi đường gluco thấm vào trong máu, thì cơ thể của chúng ta sẽ duy trì nó ở một cái nồng độ nhất định, không thấp quá và cũng không cao quá bởi vì thấp quá thì chúng ta sẽ bị tuột đường huyết còn cao quá thì tế bào không thể nào sử dụng được năng lượng từ luco cho nên cơ thể của chúng ta sẽ điều chỉnh như sau đây nếu lượng luco trong máu tăng cao sau bữa ăn thì ngay lập tức tiếng tụy của chúng ta hay còn gọi là lá lách nó sẽ tiết ra một cái hormone nó gọi là insulin insulin nó sẽ biến đổi cái luco thành một cái dạng tiền gluco nó gọi là glucogen và glucogen này sẽ được dự trữ ở trong gan và lá gan của chúng ta có thể dự trữ được khoảng 50 g đường glucogen thì khi dự trữ trong gan trong trường hợp mà chúng ta vận động tiêu tốn năng lượng đường huyết trong máu hạ xuống thì cơ thể sẽ tìm cách biến đổi cái glucogen này thành gluco thì cái sự biến đổi đó được thực hiện bởi tuyến thượng thận nó sẽ tiết ra một cái hormone tạm gọi là D-glucogen thì cái hormone này sẽ biến đổi glucogen trở ngược lại thành gluco đưa vào trong máu để cung cấp đến từng tế bào của chúng ta thì đây chính là cái cơ chế biến dưỡng để mà điều hòa cái lượng đường ở trong máu của chúng ta đảm bảo duy trì cái nồng độ đường ở trong máu ở một cái nồng độ nhất định phù hợp cho quá trình nuôi dưỡng của tế bào Ông bà ta ngày xưa đó ăn gạo là gạo nguyên cám hay còn gọi là gạo lứt Các loại ngũ cốc còn nguyên cám Không bao giờ có chuyện là ăn đường trắng, uống sữa hay là ăn các loại bánh ngọt Đặc biệt là sô-cô-la, các loại nước ngọt Nói chung là những cái sản phẩm mà có nguồn gốc từ cái đường tinh luyện cái đường tinh đó, thì ông bà ta ngày xưa không có dùng việc sử dụng ngũ cốc đặc biệt là gạo lứt à, giúp cho cái quá trình chuyển hóa đường của cơ thể diễn ra rất là dễ dàng và nhịp nhàng cho nên ông bà ta ngày xưa đó hầu như là không có mắc bệnh tiểu đường nhưng mà thế giới ngày nay thì có quá nhiều người mắc bệnh tiểu đường thì nguyên nhân từ đâu thì duy sẽ giải thích ngay sau đây cho quý vị cái nguyên nhân đầu tiên mà ngày nay có rất nhiều người bị bệnh à, tiểu đường đó là chúng ta ngày nay chúng ta ăn gạo sát trắng à, chúng ta ăn rất là nhiều bánh ngọt chúng ta ăn rất là nhiều à, cái chế phẩm mà có nguồn gốc từ đường tinh hay là đường trắng uống à, nhiều sữa sô cô la chúng ta uống à, bia mà bia cũng được lên men từ lúa mạch cũng có thể chuyển hóa thành đường thì tất cả các cái chế phẩm này nó có nguồn gốc từ uh, carbon hygrad đơn chất thì carbon hygrad đơn chất khi thấm qua cái đường ruột vào máu á, thì nó làm cho cái lượng đường trong máu tăng lên rất là đột ngột khi cái lượng đường trong máu tăng lên đột ngột như vậy á, thì cơ chế cơ thể sẽ điều hòa nó bằng cách là tiết ra insulin để chuyển hóa cái lượng đường dư thừa này thành glucose thì ban đầu đó chúng ta thực hiện điều này thì tụy có khả năng đáp ứng tốt bởi vì cơ thể của chúng ta nó có một cái sức chịu đựng ban đầu rất là tốt nhưng mà chúng ta thực hiện cái điều này ngày qua ngày từ tháng này qua tháng nọ năm này qua năm nọ kéo dài như vậy thì đến một lúc nào đó thì tiếng tụy của chúng ta nó không còn đủ cái năng lực để đáp ứng đủ cái nồng độ insulin nữa cho nên nó dẫn đến là lượng đường trong máu tăng cao khi lượng đường trong máu tăng cao như vậy thì đường nó sẽ chuyển hóa dưới dạng là chất béo và các cái chất béo này nó sẽ tích lũy trong các cái mô ở các cái cơ quan nội tạng đặc biệt là nó dễ dàng tích lũy trong cái thành mạch máu làm cho cái thành mạch máu của chúng ta ban đầu nó lớn thì nó ngày một nó bị co hẹp lại thì khi bị co hẹp lại như vậy đó máu không nuôi dưỡng cái thành mạch tốt nữa thì thành mạch lâu ngày nó sẽ bị sơ vữa thành mạch bị co hẹp bị sơ vữa thì máu muốn cung cấp đủ à, cái lượng máu và dinh dưỡng oxy đến từng tế bào thì bắt buộc tim chúng ta phải đập mạnh hơn à, đập nhanh hơn thì dẫn đến cái nguy cơ là làm à, tăng huyết áp và những cái bệnh à, tim mạch chưa dừng lại ở đó con người ngày nay của chúng ta đó ăn rất là nhiều thịt trứng sữa các cái sản phẩm có nguồn gốc từ động vật thì để tiêu tiêu hóa cái thịt trứng sữa này đó, tức là những cái đạm từ động vật này đó thì tuyến tụy của chúng ta đó phải tiết ra à, một cái chất dịch nó gọi là dịch tụy dịch tụy hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa protein thì làm sao chúng ta biết là chúng ta ăn thịt nhiều thì trong 32 chiếc răng của mình đó, thì có trong đó là 5 phần 8 là các cái răng hàm để nhai các loại ngũ cốc có 1 phần 4 nhóm răng là để nhai các loại rau củ quả chỉ có 4 cái răng tức là 1 phần 8 cái răng là răng nanh nhưng mà nó cũng đã tiêu biến dùng để ăn thịt nói chung là cá tép con nói chung thì nếu như chúng ta ăn cái lượng đạm vượt quá 10% tức là tỷ lệ 1 phần 8 trên cái răng của mình á, thì nó sẽ không tốt cho cơ thể. Nếu mà cái lượng đạm mà chúng ta đưa vào á, trên 16% trong cái khẩu phần ăn thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Cái hậu quả thứ nhất khi chúng ta ăn nhiều đạm là tụy phải tiết ra dịch tụy để tiêu hóa. Mà tụy đã đảm nhiệm cái việc tiết insulin rồi. Nay phải đảm nhiệm thêm việc tiết ra dịch tụy nữa thì tuyến tụy dễ dàng bị suy yếu khi cái lượng đạm được đưa vào cơ thể quá nhiều cơ thể không sử dụng hết thì nó sẽ đè cái gánh nặng lên cái việc đào thải của gan và thận tức là thận phải đào thải cái lượng đạm này dưới dạng ure ra đường nước tiểu gan phải chuyển hóa những cái đạm dư thừa những cái độc tố này về một cái dạng để mà đào thải qua đường mật chưa kể nữa là khi cái lượng đạm chúng ta ăn nhiều nó tích tụ trong cái ruột già của mình đó nó lên men thối và những cái độc tố từ các vi khuẩn lên men thối nó thấm vào đường ruột nó cũng gây ảnh hưởng lên à, gan gây cái gánh nặng cho gan khi chúng ta ăn nhiều chất đạm dư thừa thì cơ thể chúng ta quá trình mà thải những cái đạm dư thừa này ra thì mất rất là nhiều khoáng chất đặc biệt là canxi do đó cái người mà ăn đạm nhiều đó dư thừa đó thì canxi trong cơ thể sẽ lấy từ trong xương và trong răng do đó ngày nay chúng ta rất là nhiều người bị loãng xương và nhiều người bị hư răng mà răng ở đây là răng bị sâu là sâu do quá trình mất canxi nó dẫn đến sâu răng à, chứ thường thì chúng ta nghĩ sâu răng là à, từ cái vi khuẩn ăn men răng ở bên ngoài đó chỉ là một phần mà thôi vậy thì sau một thời gian đó À, cái việc ăn uống như vậy đó làm cho cái thận của chúng ta bị suy yếu, cái gan của chúng ta bị suy yếu, cái tụy của chúng ta bị suy yếu, mỡ máu tăng cao, huyết áp tăng cao, à, lượng đường trong máu tăng cao. thì khi lượng đường trong máu tăng cao thì cơ thể chỉ còn có một cách điều tiết đó là đẩy cái đường đó qua cái đường nước tiểu. cho nên chúng ta đái ra đường hay là đái tháo đường khi mà thận của chúng ta à, đào thải ra đường ở trong nước tiểu á, thì đó là một cái dấu hiệu chứng tỏ rằng à, cái quá trình rối loạn chuyển hóa đường ở trong cơ thể đã diễn ra rất là lâu trước đây vậy thì đối với những người bị tiểu đường ở khía cạnh tây y sẽ chữa trị như thế nào thì tây y á, là chữa trị dựa trên là đối chứng trị liệu nhìn cái triệu chứng mà chữa cái phần ngọn chứ không có chữa trị cái phần gốc thì cái cách của tây y làm như sau đây à, họ sẽ cho vào cơ thể của chúng ta những cái thuốc nó gọi là những cái hóa chất để chuyển hóa đường hoặc là họ sẽ tiêm vào cơ thể chúng ta những cái liều lượng insulin hoặc là những cái đường mà đánh lừa vị giác của chúng ta à, để chúng ta ăn uống nó gọi là đường hóa học à, đường này là ngọt nhưng mà không có chứa glucose à, thì insulin cái chất chuyển hóa đường khi đưa vào cơ thể đó, nó làm cho cái lượng đường sau cái bữa ăn của chúng ta đó được chuyển hóa thành glucogen rất là nhanh và đáp ứng được cái nhu cầu là không làm tăng cái lượng đường trong máu tuy nhiên cái hậu quả đằng sau cái tác dụng phụ đằng sau cái tác dụng chính đó là cơ thể của chúng ta sẽ dễ dàng phân tích được là đây là những cái hóa chất từ bên ngoài đưa vào không phải là những cái chất được tạo ra trong cơ thể cho nên gan và thận của chúng ta ngay sau đó sẽ tìm cách đào thải đẩy những cái dư lượng thuốc này ra bên ngoài quá trình này không phải diễn ra một ngày một bữa mà kéo dài trong nhiều ngày nhiều tháng thậm chí là nhiều năm dẫn đến là gan thận của chúng ta sẽ bị suy yếu khi mà À, insulin nhân tạo được đưa vào cơ thể như vậy đó thì gan sẽ không tích trữ glucogen nữa và tiếng tụy sẽ ngày một chai cứng và nó không còn tiết insulin bình thường nữa quá trình này kéo dài một thời gian làm cho cơ thể ngày một rối loạn trong chức năng chuyển hóa cơ thể phụ thuộc hoàn toàn vào cái hóa chất đưa vào từ bên ngoài vậy thì đến một lúc nào đó khi người bị tiểu đường sẽ có một cái triệu chứng sau đây tức là họ dễ dàng bị tuột đường huyết nếu không ăn kịp thời nguyên nhân là glucogen không được chuyển hóa thành luco từ gan khi như vậy đó thì bác sĩ khuyên là hãy bỏ trong túi một cái viên kẹo hoặc là một cái thỏi sô cô la nếu cảm thấy chóng váng cảm thấy là đổ mồ hôi tuột đường huyết thì ngay lập tức ngậm viên kẹo hoặc là ngậm sô-cô-la vào Thì tất nhiên đây cũng chỉ là một cái giải pháp tình thế mà thôi Cái quá trình này càng làm cho cái bệnh tật diễn biến ngày một xấu đi Thì có một cái sự thật là 80% bệnh nhân tiểu đường Mà vào cấp cứu trong bệnh viện á Là 80% nguyên nhân là bị tuột huyết áp Bị hạ đường huyết Chứ không phải là do đường tăng cao Thì rõ ràng các bạn thấy là nếu mà chữa trị theo cái cách Tây Y đó thì lâu ngày dài tháng gan thận lá lách toàn bộ bị suy yếu cơ thể của chúng ta sẽ rối loạn ngày một nặng nề trong cái việc chuyển hóa đường sau một thời gian dài đó thì thành mạch máu của chúng ta sẽ bị sơ vữa bởi vì không được nuôi dưỡng tốt và cái hồng cầu của chúng ta sẽ bị hoại tử thì khi mạch máu bị sơ vữa nó bị hẹp hồng cầu bị hoại tử nó không còn cái tính mềm dẻo nữa Vậy thì á, những cái tế bào ngoại biên ở gần cái vùng da của chúng ta đó, ở các chi của chúng ta đó, nơi xa tim thì máu hồng cầu nó sẽ không mang oxy và dinh dưỡng đến nuôi các tế bào này. Bởi vì cái thành mạch máu, các cái vi mạch, các cái mao mạch ở ngoại biên nó đã bị chai cứng và cái hồng cầu nó không còn cái độ mềm dẻo để nó thể có thể chui qua các cái mao mạch nhỏ li ti này. Do do đó mà cái Biến chứng tiếp theo của cái người bị tiểu đường đó là bị lỡ loét, cảm giác là bị tê, cảm giác là bị đau nhức và thậm chí là dẫn đến hoại tử các chi và phải cưa chân hay là cưa tay, rất là nguy hiểm. Sau một thời gian thận suy yếu thì thận không còn lọc máu được nữa. Cho nên á người bệnh tiểu đường sẽ dẫn đến cái thời kỳ là phải đi chạy thận một tuần như vậy là hai lần mà cái quá trình chạy thận thì các bạn biết rồi à, nó sẽ còn gây ra rất là nhiều phiền toái trong cái cuộc sống cũng như là rất là tốn kém và không có thể nào mà kéo dài cái thời gian sống của người bệnh được lâu nữa nặng hơn nữa kéo dài hơn nữa là những cái biến chứng về các cái bệnh về mắt đặc biệt là võng mạc những cái dấu hiệu về giảm trí nhớ thì qua cái sự phân tích của duy thì các bạn thấy là bệnh tiểu đường ở khía cạnh tây y đó thì họ chỉ chữa cái phần triệu chứng và cái phần ngọn sau một thời gian uống thuốc lâu dài thì rõ ràng là cái gốc của bệnh vẫn không được tiêu trừ vậy thì chúng ta có cái giải pháp nào để có thể điều trị tận gốc cái bệnh tiểu đường này hay không thì hôm nay thì duy xin chia sẻ với quý vị là cái phương pháp chữa trị cái bệnh tiểu đường do rối loạn biến dưỡng À, trên cái à, quan niệm của thực dưỡng à, hiện đại thì trên cái à, quan niệm của thực dưỡng hiện đại đó thì để điều trị tận gốc cái bệnh tiểu đường này thì chúng ta sẽ làm sao để mà cho cái gan cái tụy cái thận của chúng ta nó được mạnh lên à, mở trong máu giảm sơ vữa đồng mạch giảm à, tim mạch được phục hồi thì à, tụy mạnh lên nó sẽ tiết insulin để điều hòa cái đường máu thận mạnh lên nó sẽ tiết đi glucosean để chuyển hóa glucosean thành luco khi cơ thể cần thì cái cách chữa trị của thực dưỡng có thể tóm gọn như sau ý thứ nhất các bạn nghe kỹ giảm thịt tăng rau củ quả thì khi giảm thịt đó thì tụy sẽ không có nặng nề trong cái việc tiết ra dịch tụy nhiều cho nên tụy sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều để hồi phục khi chúng ta tăng cái lượng rau lên thì rau á là bản chất của nó là thức ăn kiềm tính cho nên nó sẽ trung hòa cái axit được tạo ra do cái việc tiêu hóa các loại đường đơn và cái chất đạm từ trong thịt cơ thể của chúng ta sẽ khôi phục nhanh chóng về cái môi trường kiềm mà khi cơ thể của chúng ta được khôi phục về cái môi trường kiềm thì tế bào sẽ được nuôi dưỡng tốt tế bào sẽ được hấp thụ oxy tốt và nếu chúng ta kết hợp với cái việc vận động điều độ để làm cho máu huyết lưu thông Thì cơ thể của chúng ta, các cơ quan nội tạng của chúng ta sẽ hồi phục rất là nhanh chóng Vậy thì giảm thịt thì giảm càng nhiều càng tốt Những người bệnh tiểu đường nặng càng nặng, giảm thịt càng nhiều càng tốt và chúng ta đừng có ăn cái lượng đạm động vật quá nhiều vượt quá 10% trong cái khẩu phần ăn của chúng ta. Cái ý thứ hai ở khía cạnh thực dưỡng đó là Thay gạo trắng bằng gạo lứt hoặc là các loại ngũ cốc lứt Thì gạo trắng á, là cái dạng à, carbon hydrate đơn chất Cho nên á, nó làm tăng cái đường máu lên rất là đột ngột Trong khi cái gạo lứt á, là cái gạo còn nguyên cái vỏ cám Hoặc là các loại ngũ cốc lứt á, còn nguyên cái vỏ cám thì Các loại ngũ cốc lứt á, đó là carbon hydrate phức hợp Thì ngoài cái thành phần đường đơn nó còn có những cái khoáng chất, nó còn có những cái chất béo, nó còn có những cái chất đạm, những cái vitamin. thì à, đặc biệt là cái thành phần chất xơ ở trong cái lớp vỏ cám á, có vai trò cực kỳ quan trọng. cái carbonhydrat phức hợp này á, khi mà ở trong ruột được tiêu hóa thì nó sẽ chuyển hóa cái đường thấm vào trong máu từ từ, nó không làm tăng đột biến cái đường glucose. Cho nên á tụy có thời gian để tiết insulin cần thiết để điều hòa nó. Và chúng ta cảm giác là khi chúng ta ăn các loại ngũ cốc lứt, đặc biệt là gạo lứt đó thì chúng ta có cảm giác là no rất là lâu. Và khi đó thì cái đường huyết của chúng ta được điều hòa một cách tự nhiên. Đặc biệt là cái chất xơ á, cái chất xơ trong cái gạo lứt á nó sẽ giúp cho các cái độc tố tích tụ trong cơ thể, đặc biệt là trong cái đường mật, à, đặc biệt là trong các tế bào mỡ đó, nó sẽ được đào thải bằng cách là mật nó sẽ đổ vào trong cái đường ruột và được các chất xơ nó sẽ bám lấy và nó đi ra cái đường cầu, do đó phân của chúng ta nó sẽ có cái màu vàng. À, thì khi phân có màu vàng chứng tỏ là mật được đào thải tốt. Mà mật là gì? Mật chính là những cái độc tố không được hòa tan không được gan chuyển hóa thành cái chất có ích cho nên nó tạo thành mật dự trữ trong túi mật và đào thải qua cái đường cầu và bước tiếp theo nữa đó là chúng ta hãy à, bỏ ăn những cái đồ ngọt bỏ uống những cái nước ngọt có ga những cái loại nước ngọt từ cái đường tinh đường trắng các cái loại sữa sô cô la nói chung là những cái chất bánh trái chế biến công nghiệp thì không tốt cho người tiểu đường thì quý vị lưu ý như thế này nhiều người nói rằng bệnh tiểu đường thì ăn cơm ít giảm cái tinh bột lại đối với cơm trắng á, thì quan niệm này đúng nhưng đối với cơm lứt thì quý vị có thể ăn nhai kỹ bởi vì cơ thể của chúng ta đó chúng ta không thể nào kiên đường đặc biệt là cái đường luco bởi vì cơ thể tế bào của chúng ta muốn hoạt động thì phải có đường luco mà đường gluco được lấy từ trong cái ngũ cốc lứt thì vô cùng tốt cho cơ thể. Còn cái đường gluco mà lấy từ trong gạo, gạo trắng, lấy từ trong à, cái đường tinh hay là các cái loại trái cây có vị ngọt á, thì không tốt cho cơ thể. Cho nên quý vị đừng có kiêng ăn quá mức mà quên đi cái vai trò vô cùng quan trọng của cái đường gluco. Tiếp theo một bước nữa là quý vị có thể bổ sung các loại trái cây ít ngọt. Ví dụ như mình có thể ăn ổi nè, ăn táo nè để bổ sung cái enzyme cho cơ thể. Nếu có điều kiện á thì quý vị hãy thực hiện là tản bộ tức là đi bộ nhẹ nhàng ở trong nhà hay là ngoài sân để máu huyết được lưu thông tốt. Điều này cũng góp phần làm cho cái lượng đường trong máu được điều hòa ổn định. Vậy thì bằng cái việc mà giảm thịt tăng rau thay gạo trắng bằng gạo lứt thì chúng ta đã làm cho cái gan của chúng ta khỏe lên cái thận của chúng ta khỏe lên cái tiếng tụy của chúng ta nó khỏe lên à, các cái đường không có tăng đột biến cho nên nó sẽ không chuyển thành các cái dạng mỡ máu và các cái thành mạch của chúng ta nó không bị sơ vữa à, hồng cầu sẽ không bị hoại tử vậy thì sau một thời gian đó là cái cơ chế biến dưỡng tất cả các cơ quan nội tạng của chúng ta nó được phục hồi lại y như ban đầu vậy thì chúng ta không cần phải uống insulin từ hóa chất bên ngoài vào chúng ta không cần phải sử dụng các cái loại hóa chất để biến dưỡng cái đường trong cơ thể vậy thì cơ thể của chúng ta nó phục hồi hoàn toàn sau một thời gian đối với các cô bác anh chị mà bị tiểu đường á, mà mới phát hiện á thì chỉ cần thực hiện cái liệu pháp này trong vòng một tuần là chúng ta đi xét nghiệm là chúng ta sẽ thấy là cái đường máu trong cơ thể nó rất là ổn định và chúng ta không lo là cái đường máu tăng cao sau cái bữa ăn bởi vì cái gạo lứt á, với cái thành phần chất xơ và cái carbon phức hợp á, nó không làm cho cái đường máu tăng lên đột ngột thì đối với một số cô bác anh chị bị tiểu đường đã lâu rồi và phải phụ thuộc vào thuốc trong một cái thời gian dài thì muốn chuyển đổi qua cái phương pháp thực dưỡng này thì quý vị hãy giảm thuốc từ từ bên cạnh thay đổi cái cách ăn uống, cái cách sinh hoạt của mình dần dần để chuyển dần từ việc lạm dụng thuốc 100% chúng ta sẽ giảm thuốc dần dần từ từ cho đến khi nào cơ thể chúng ta phục hồi hoàn toàn nếu chúng ta chuyển một cách đột ngột như vậy thì nhiều khi cơ thể của chúng ta chưa thể đáp ứng hoặc là thích nghi kịp thời Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video hôm nay. Thì hy vọng là cái video hôm nay sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các bạn. Thì nếu như các bạn thấy video có ích thì đừng quên nhấn like hoặc click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video. Hãy đăng ký kênh youtube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên. Và Duy thường xuyên làm các video để trả lời lại tất cả các câu hỏi mà quý vị để lại trong cái phần comment. Nếu có thời gian thì quý vị hãy nghiên cứu về thực dưỡng hiện đại bằng cái cách là click cái đường link ở trên này hoặc là cái đường link mà duy để trong cái phần mô tả của video này. chân thành cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Trân trọng mến chào.